Giải thích với Hồng Phúc này chứ. Hồng Phúc con bà đi. Phúc hôm về sớm Phúc. Ngầu thì mệt quá. Hằng cũng trốn về thứ. Đây vì không có chỗ nào chị. Về có việc mà đặt về có việc. Ta cũng ở trong như đứa nó mà thôi. Và đây ba đây. Khi đó chắc 10 giờ hơn. Em yêu gọi ta. Gọi sao chị chửi với anh. Để cho nó ngủ. Thở vô ta vậy đó. Thở gì ghê vậy. Thở mát luôn lỗ ta luôn. Nó nhẹo lên vô rồi. Em ghiền. Đừng có nhéo lên chị được. Thở không được nữa nhé. Cố gắng em ơi.
dưới này nè. Coi mụn già chưa hả? Chắc được rồi đó. Ý là em ưng trừ nặng hay là bữa sau? Thì ý là nếu mà nó nặng được thì em ưng giờ này. Chắc nặng được á em. Nặng được rồi giờ. Ừ. Viêm rồi. Em cứ rửa đi. Lưới này không nào. Ừ, phát lì. Thì giống mà 10 phút rồi mới đi. Con mũi to vậy sao luôn. Ba ơi đi bắt con mũi giùm ta cái. Cắn rồi. Mũi to lắm, mũi vàng luôn. Sốc sốc kia thì mẹ luôn. Đấy, con mũi này nổi gì gà. Alo. Kỳ tái mẹ 3 giờ mình sai thôi trời qua được chị. Được em. Có hẹn mình cũng không biết có hẹn luôn. Mũi mặn to bằng con ruồi luôn. Thank you.